Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hữu Sự và hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn cái sơ đồ về cái bộ lọc thâm thấp. Thì sơ đồ của bộ lọc thâm thấp gồm có các linh kiện sau đây. Thứ nhất là con OB07C, chúng ta chọn nó ở trên đây, rồi được chưa? Thứ hai là có trở. Thứ ba là có tụ. Các bạn nào mới học thì chắc chưa biết lấy tụ, dần dần nó sẽ quen. Rồi, được chưa? Sau khi mà chúng ta lấy hết các linh kiện xong rồi, chúng ta bắt đầu vẽ nhá. Lấy ra, được chưa? Đầu tiên chúng ta phân tích này, mặt lọc thông thấp là mặt gì? Đó là cái mặt mà khi mà chúng ta thiết kế nó có thể để cho qua tất cả các tần số có giá trị nhỏ hơn tần số cắt, đúng không? Là ép cắt đấy. Ngược lại, các tần số lớn hơn tần số ép cắt thì nó bị triệt tiêu đi, đúng không? Như vậy nó chỉ nhỏ hơn tần số ép cắt là nó giữ lại thôi, và lớn hơn tần số ép cắt là nó sẽ triệt tiêu. Ép cắt được xác định nhờ các linh kiện trong bài của chúng ta. Chúng ta lấy hai con trở ra. Đầu tiên chúng ta không quan tâm đến giá trị của nó đâu. Được chưa? Sau đó vì nó là mạch lọc thông thấp, mạch này điện áp là lấy ra trên tụ và trở, đúng không? Cho nên là ta sẽ vẽ như sau. Ở đây có một con trở, ở đây có một con tụ nhé. Chỗ đây là tụ này. Đấy. Rồi, chúng ta cho thêm một con tụ trên đây nè. Ok chưa? Bước tiếp theo là chúng ta làm gì? Chúng ta nối nguồn. Trở thì nhất định phải có nguồn rồi. Cái sơ đồ mà này mà không có nguồn thì cấp nó không có chạy đâu. Chúng ta dùng nguồn DC nhé. Đặt lên trên đây. Chưa? Rồi nối nó vào chân số 7. Chân này là chúng ta đặt chân dương bao nhiêu vôn. Nếu mà đặt không vuông thì nó không sáng đâu. Đặt 5 vuông đi nhá. Vâng. Tiếp tục. Đây là chân âm. Âm chúng ta đặt là bao nhiêu nhỉ? Trừ 15 vuông. Đúng không? Ok. Ok chưa? Ở đây giá trị của nó ta sửa lại là 6,8k. Chúng ta phải điền đúng giá trị nhá, điền không đúng giá trị nó không chạy. Chân này là 8,2k. Riêng cái chân số 2 này, có điều đặc biệt này. Chân số 2 này sẽ được nối với một con tụ rồi, nối với một con trở nữa. Đúng không? Con trở này nối vào chân âm.
Đấy. Vậy chúng ta sửa cái giá trị cho nó nhé. Sau khi sửa rồi thì chúng ta sẽ cấp cấp nguồn cho nó, đúng không? Ở đây nhá, ở đây thì tôi đi tắt một bước, nghĩa là tôi đã sửa đi lại hết tất cả các linh kiện này, thông số của nó. Ở đây các bạn chú ý xem, đây là 10 nano farad, cái R4 này chính là 1K, R3 là 2,7K. Đấy, cứ tương tự như thế các bạn làm. Và sau khi sửa xong thì chúng ta sẽ tìm oxy cho nó. Bạn nhấp vào biểu tượng này, chọn oxy, đặt nó vào đây. Một đầu thì bạn nối với nguồn, đầu còn lại bạn hãy nối với đầu ra của nó. Để mạch chạy được thì bạn phải cấp xung cho nó. Đối với các mạch mà số thì chúng ta hay dùng xung y, xung cuối C555, đúng không? Nhưng mà đối với dạng này thì ta phải dùng xung xung sinh cho nó. Ta gắn hàm gắn sim xung sinh vào. Được chưa? Ta cho chạy. Ta điều chỉnh. Đấy. Các bạn phải điều chỉnh sao cho nó nhìn thấy được xung, dạng xung nhé. Ở đây chúng ta quên có một điều nữa là chúng ta chưa định hình cho nó. Ở đây tần số biên độ vào là ví dụ ta cho 5 đi nhá. Tần số ra, tần số của súng sim hiện bây giờ, đúng không? Tần số súng sim hiện bây giờ ta cho là độ 50 5 150 đi. Được chưa? Cho 300 đi. Được không? 300. Đối với cái rồi, hết rồi. Chúng ta phải tính được cái tần số cắt của nó. Bạn nào chưa biết tính tần số cắt thì mình sẽ chúng mình sẽ chỉ cho. Tạm thời chúng ta chạy đã. Nếu mà oscillo nó ẩn đi thì bạn kích phải chuột, chọn digital oscillo. Đấy, dạng xung nó ra đấy. Thì dựa vào dạng xung này, ta có thể thấy là đấy, dựa vào dạng xung này, ta có thể thấy là tín hiệu khi cho qua bộ lọc thông thấp ấy, thì có tần số nhỏ, tần số nhỏ hơn tần số cắt, tức là nó nhỏ hơn, mà tín hiệu ra ấy, gần bằng với tín hiệu vào, nhưng bị giảm đi một nửa, nó giảm đi một ít, giảm đi khoảng 3 decibel. Khi mà tín hiệu vào lớn hơn tần số cắt thì tín hiệu ra sẽ bị suy giảm là rất rất lớn. Ta có thể tính được cái dựa vào cái sơ đồ bộ lọc công thức thì ta có công thức như sau. Tần số cắt của mạch lọc là FC F cắt đấy chính bằng 1 chia cho 2
nhân cho 3,14 nhân cho pi á, nhân cho đây có cái hiệu căn này, căn của gì nào, căn của R1 nhân C1 nhân R2 nhân C2. Ta cứ tạm thời đặt tên của hai cái tủ đó là 1 và 2 đi, thì ta có được tổng số các như thế. Sau khi ta thay số vào ta tính được, ở đây mình đã thay số mà mình tính rồi, thì nó bằng với 2,86. Kìa, hệ số truyền đạt của bộ học thì ta được tính bằng công thức sau: k bằng 1 cộng cho R3 chia cho R4. Ta xem thử cái công thức ban nãy là cái nào nhỉ? Ta tạm thời ngắt đi nhá. Ở đây R3, R4 đây, đúng rồi. Đấy, R3 đến R4 là nó bằng với 1 chia 1 cộng với 1 cộng với 1 chia cho 2,7 nó bằng với 1,37, đúng không? Hệ số các nó là như thế. Thì từ cái sơ đồ nguyên lý mặt lập thông thấp bậc 2 này, tại sao nó là thông thấp bậc 2? Bởi vì nó có hai cái mặt lập là R1 C1 và R2 C2, cho nên ta gọi nó là sơ đồ của bộ lập thông thấp bậc 2. Đấy, giả sử ta đưa một cái giảm xung vào là ta đưa giảm xung nó vào là khoảng cỡ 1 kHz nhé, xung đưa vào là 1 kHz đúng không? 1 kHz nên là mình ghim đấy, ta cho nó chạy thử để biết kết quả. Bạn bấm phải chuột chọn digital oscillo là nó ra đấy. Đấy, các bạn thấy không, kết quả là khi mà cho qua bộ lập thông thấp với tần số nhỏ hơn tần số cắt, tần số cắt nó là bao nhiêu, tần số cắt ban nãy là 2,86 kHz mà mình đưa vào là 1 kHz đúng không, nó nhỏ hơn vì nó nhỏ hơn cho nên là tín hiệu ra gần bằng với tín hiệu vào, nhưng bị giảm đi 3 dB. Đúng không? Giảm 3 dB. Khi mà tín hiệu vào lớn hơn so với tần số cắt thì tín hiệu ra là suy giảm là rất là lớn. Giả sử ta cho nó là, giả sử nhé, ta đưa nó vào tần số là khoảng cỡ độ bao nhiêu nhỉ, 4 kHz chẳng hạn, ta xem nó như thế nào nhé. Tạm thời ta ngắt đi, đúng không? Rồi,
ở đây ta cho nó đưa vào bao nhiêu nhỉ? Đây à. Sao nhỉ? Đây ta đưa nó vào là 4 kHz, tức là 4.000 Hz, được chưa? Ta xem oscillo nó chạy như thế nào nhé. Bản kích phải chuột. Chọn đi tổ oscillo. Đây. Xung biên độ nó ra là nó hầu như là rất nhỏ. Hầu như biến mất hoàn toàn luôn. Thấy không? Được suy giảm rất mạnh. Cho nên từ đó ta có thể khẳng định được một điều là mạch lọc thông thấp có vai trò chống nhiễu trong tín hiệu sinh học, đồng thời nó khuếch đại tín hiệu và đồng thời nó cũng gạn lọc đi những cái tín hiệu mà không ưa thích của chúng ta. Còn đối với mạch lọc thông thấp này là nó cho tất cả các tần số có giá trị nhỏ hơn tần số cắt đi qua. Ngược lại, những tần số lớn hơn sẽ bị triệt tiêu. Và nó có ứng dụng, vai trò nó ứng dụng rất rộng trong lĩnh vực điện tử vi sinh. Các mạch lọc này là một phần không thể thiếu trong các thiết bị thu nhận điện tín hiệu sinh học. Đúng không? Và ta kết thúc cái phần mà về mạch lọc thông thấp bậc 2 tại đây. Hôm sau chúng ta sẽ nói về cái mạch lọc thông cao để tìm hiểu rõ hơn và bổ sung ý nghĩa cho cái mạch lọc thông thấp này.